Vượt mặt về thiết bị đeo, một báo cáo mới của Canalys vừa được công bố, chỉ tập trung vào thiết bị đeo, bao gồm doanh số các thiết smartband, SmartWatch và máy theo dõi sức khỏe. Theo đó, trong quý 3 năm 2019, Xiaomi đang vươn lên đứng đầu về doanh số thiết bị đeo toàn cầu với 12,2 triệu chiếc, đạt mức tăng trưởng 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm 27% thị phần thiết bị đeo toàn cầu quý 3 năm 2019. Sự tăng trưởng của Xiaomi được cho là nhờ hiệu suất bán hàng tăng mạnh ở trong nước và thị phần được mở rộng ra toàn cầu. Apple tụt xuống vị trí thứ hai với 15% thị phần, trong đó 60% doanh số đến từ Apple Watch Series 5 mới nhất. AirPods không được tính vào báo cáo này. Huawei đứng thứ ba với 5,9 triệu đơn vị được xuất xưởng, chiếm 13% thị phần, đạt mức tăng trưởng 243% hàng năm, nhờ doanh số tăng vọt tại thị trường Trung Quốc. Vị trí tiếp theo thuộc về Fitbit với 8% thị phần và là nhà sản xuất duy nhất có doanh số không tăng so với năm ngoái, Samsung chiếm giữ vị trí thứ 5 với 6% thị phần, doanh số bán hàng tại châu Á tăng nhờ Galaxy Fit. Tại châu Mỹ, Apple có được doanh số tốt nhờ Watch Series 5 tăng 3,5 lần so với Watch Series 4, trong khi đó Apple Watch Series 3 giá rẻ hơn cũng thúc đẩy doanh số thiết bị đeo của Apple trong quý 3 năm 2019. Tại châu Á Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Quốc, Fitbit và Samsung bắt đầu lấn chiếm phân khúc thiết bị đeo giá rẻ vốn dĩ bị Xiaomi thống trị trong một thời gian dài. Xiaomi cũng bắt đầu đẩy mạnh mảng thiết bị đeo giá rẻ của mình tại thị trường châu Âu và Trung Đông. Còn tại Trung Quốc, Xiaomi tăng trưởng 60%, dù Huawei bám sát phía sau nhờ mức tăng 290% so với năm ngoái. Hầu hết sự tăng trưởng của Huawei là nhờ tặng kèm các thiết bị đeo giá rẻ cho các khách hàng mua smartphone. Do đó, Huawei sẽ phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng để duy trì tốc độ tăng trưởng của mình hãng này sẽ buộc phải đưa ra các tính năng mới trên thiết bị đeo để thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị